Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ đi test cái bài mồi khoai lang u chua cho mọi người xem. Đây, ở trong cái bịch này là cái mồi khoai lang u chua nha các bạn. Đó, đây, khoai lang u chua mình ủ được 2 tuần rồi. Đó, khoai lang u chua. Còn đây là cái thính của đam mê câu cá mình nha các bạn. Đó, mình sẽ chọn mồi khoai lang u chua với lại thính câu cá. Và kèm tới đó là D1, một ít cái đây là cánh chim với lại cám gà con mình đã xay nhuyễn chung lại với nhau rồi để tạo cho con ta cái đồ tơi đó. Bây giờ mình sẽ đó, mồi mình đã trộn có bao nhiêu thôi các bạn ạ. Giờ mình sẽ trộn mồi cho mọi người xem, chọn mồi câu và mồi mình xả luôn, câu lăng xê 5 cây đó, cho một ít ra trước. Rồi thì mình sẽ cho cái thính của đam mê câu cá vào đây. Thính có hương vị rất là thơm nha các bạn, chua thơm đó. Ok, còn đây là D1. Hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm rồi nha các bạn, mình mới đi làm về. Hôm nay mình tiếp tục đi test cái mồi này ở ngoài hồ núi Le. Vẫn là bãi sỏi huyền thoại. Một ít D1. Đó. Tí thôi cho có nó bị hương dâu. Cá biết mùa này nó có chịu ăn mồi hay không đây. Tiết mấy giờ này xấu quá các bạn ơi. Trời âm u không à. Đó, xong rồi cái cho cái khoai lang u chua vào. Đây. Khoai lang u chua. Cho một ít vào. Đó. Mình sẽ đi lấy cái nước hồ nha các bạn. Ok, đây là cái nước hồ mình mới lấy nè. Cho vào cái trong cái lon bột hút. Dễ nè. Chế một ít vào. Cho một hút. Hết luôn. Đó, bóp ra. Bóp đều luôn. Cám chim rồi cám gà con và thính làm mèo cá và khoai lang u chua D1, trộn như vậy là lên là câu được rồi các bạn, mình đâu có thêm gì nữa đâu. Đó, thính làm mèo cá thì các bạn cho khoảng 200g thôi, ít thôi, cho lại hương vị chua thơm vậy là được rồi. Mồi thì mình sẽ câu cái mồi tơi nha các bạn. Tơi không có dính dẻo nha. Tơi gọi là tơi dễ tan mồi, nhanh tan mồi á. Các bạn quăng xuống tầm chừng 1-2 tiếng là mồi chúng ta nó tan ra hả? Vậy là ok. Chứ không có câu cái mồi tan lâu quá, không ngon. Mình quăng 4 cây xong rồi mình xả. Xả nhữ ổ để thu hút cá nó về cái ổ mình nhiều hơn đó. Các bạn cứ trộn vậy đi, tí nữa mồi chúng ta nó mà có khô thì các bạn cho thêm nước vào, mà nó mà không có khô thì ok thì chiến thôi, đơn giản nha bạn. Nó trộn vậy là xong rồi nè. Đây các bạn nè, đó vậy là xong rồi nè. Bạn bóp lại nè, nắn tay lại nè, mồi ta dính lại như vậy là bạn câu được rồi nè, ngâm được 3-4 tiếng rồi nè. Đó, mồi tơi nha các bạn nha, nè mồi tơi nha. Đây mình mới làm cái hộp đựng lăng xê này các bạn nè. Đây, hộp lăng xê và trong đây mình làm được 5 bộ cái lưỡi chinu Nhật Kendo chinu này. Mình mới sử dụng một cái dây mới, test thử nghiệm coi nó ra sao. Dây mới nha các bạn. Đây là lưỡi Kendo Chinu. Lưỡi Chinu Nhật 30k được 10 có 12 lưỡi nha các bạn. Nè, đây là lưỡi sa chú 6 à. 5 bộ. Thử 5 bộ coi ra sao. Rồi mình thẳng tiền mình test luôn cái cọng dây này luôn. Cọng dây mới luôn. Mình thử coi nó có ok không. Chung lại cái hộp mình làm mình đựng nó chưa đựng lên xe này nó chưa ok cho lắm. Nó còn thiếu sót nhiều chỗ.
khó chịu ghê ta. Thôi đó, cái kinh nghiệm lần sau mình làm lại. Lần đầu nó hơi cồng kềnh tí. 3 4 toàn bộ nó dính kẹt cái lưỡi câu vô đây, vô đây, vô đây nè. Này lấy ra luôn cho nhanh. Đó, 5 bộ mấy bạn, hàng dài chiến à. Làm thử chứ keo sắt lại thôi. Đó. Đây là mút nha các bạn. Mình không có có làm shop đồ kịp. Thời gian mình đi làm nó không có ít thời gian quá. Nên mình dùng cái shop này câu đại nha các bạn. Shop này câu thì dính có mè thì quá cháy. Cái mè rất kỳ dễ dính với các bạn câu shop này. Thì tình trạng dính cá mè thì khỏi nói rồi các bạn ơi. À, ở nhà mà còn ít cái thóc mầm mà quên mang mất tiêu. Nãy đi không có nhớ mang theo cái thóc mầm luôn. Cho ít vào để săn hàng nó ok hơn. Thôi kệ đi. Giờ không có thì giờ biết sao giờ. Quên mang, không nhớ luôn. Về gấp rút quá, dọn đồ đi, tranh thủ thời gian để em đi câu. Cả tuần nay không đi câu rồi, buồn. Ghiền lắm các bạn ơi. Đam mê mà, đam mê câu cá mà. Ghiền lắm, ghiền đi câu lắm. Đi làm chỉ có tranh thủ thời gian. Cuối tuần là tranh thủ về là sách cần đi liền. Kiếm vài con cá để quay video cho mọi người xem, hấp dẫn. Mình chỉ thích, mình thích lưu lại những khoảnh khắc, những cái video của mình câu được. Chẳng tiện mình thỏa mãn đam mê của mình. Cái thứ hai là mình chia sẻ cái đam mê, niềm vui của mình cho mọi người xem. Rất mong mọi người yêu thích những gì mình đã làm. Hiện tại đã làm và đã làm rồi cho mọi người xem. Như vậy thôi. Ok. Đó, giờ mình sẽ bóp mồi trước mọi người xem để mất thời gian để mà lắng này nó lâu. Nè. Đây là cái bơm lăn xê độ của mình mới làm. Nè, ở đây có một cái có khóa nữa để mà móc cái ma ní vô trong cái lỗ này. Đó. Nè. Để mình câu mồi lớn luôn. Mồi này mình ngâm lâu, thiệt là lâu. Bây giờ là 12 giờ. Là đầu giờ ngày chủ nhật. Đầu giờ sáng ngày chủ nhật. Đó. Mình sẽ ngâm tới sáng luôn. Ngâm tới 5-6 giờ sáng luôn. Khi nào mình dậy thì mình sẽ thay mồi. Đó. Mồi cũng khá là khô nha các bạn nha. Mồi này nhanh rã, giữ ổ tốt, làm cho cái mồi của ta nó tan nhanh ra, kích thích cá tới ăn nhanh nhiều hơn. Nếu hồ của ta có cá nha các bạn, mà nếu mà hồ của ta mà ít cá, không hoặc là không có cá nữa thì chịu. Đó. Quan trọng là mồi của ta phải tan ra nhanh để kích thích cá nó về ổ của ta ăn mồi. Đó, như vậy nha các bạn nè. Đó. Một cọng dây dù cách cục mồi khoảng ở chừng 15 cm. Một cái đầu khóa và lửa xí xấu. Ok, bây giờ bắt đầu câu nha các bạn. Tí nữa mà mình không có quay trực tiếp ở đâu. Tôi thui à. Tí nữa mà cá nó có ăn thì mình view lại cho mọi người xem nha. Ok, không thì sáng ngày mai nha các bạn.
cá mè nha các bạn. Đang nằm ngủ ngủ hú còi. Con mè này là con mè thứ ba nha các bạn, ba con rồi, hồi tối được hai con nữa, giờ con thứ ba con của mè các bạn. Ok, báo cá các bạn ơi, cá mè bạn ơi. Mè các bạn ơi, cá mè cuốn ổ, cá mè nha các bạn. Chín cá bạn ơi, kì nó dở kìa, đó dở kìa, có cá, có cá, có hàng. Một con cá mè nữa nha các bạn. Một con cá mè nữa nha các bạn. Thời tiết xấu quá các bạn ơi, nó tối thui luôn rồi, nước lên cá mè nhiều lắm các bạn ơi. Mình câu có hai lưỡi lăng xê thôi, kèm theo là móc hai lưỡi không mắc xốp, giờ bị bọn dính có mè các bạn. Ok, hôm nay các bạn xem có mè đỡ các bạn. Ok,
hai các bạn. Rồi, có mè nữa rồi các bạn ơi. Đang dở kìa. Dính nữa rồi. Dở không nổi đâu. Hết dở rồi. Quay vô bạn các bạn ơi. Cá trôi và con cá trắng nhỏ các bạn ơi, không phải có mè bạn ơi. Cá trôi. Có cá trôi rồi. Hay quá. Một con cá trôi trắng nha các bạn. Mình đang kiếm cá về mình thả vô cái bể. Này các bạn. Nhẹ nhàng thôi nó sống các bạn ơi. Có cá về thả hồ các bạn ơi. Đẹp chưa? Ok nha các bạn. Cho các bạn ơi, mừng quá bạn ơi, tuyệt vời.